Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 125-126, bài 5 Thực hành tiếng Việt, sách Chân trời sáng tạo. Một nhỏ, tìm một câu có sử dụng biện pháp so sánh và một câu sử dụng biện pháp ẩn dụ trong Lao sao ngày hè. Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai biện pháp tu từ này. Câu văn có phép so sánh, chim cắt cánh nhọn như dao bầu chọc tiết lợn. Câu văn có biện pháp, có phép ẩn dụ. Lần này nó chữa kịp ăn những mũi tên đen mang hình đuôi cá từ đầu bay tới. Biện pháp so sánh và ẩn dụ có đặc điểm giống nhau. Các sự việc hiện tượng có nét tương đồng với nhau, đều có vế bê, sự vật dùng để so sánh tăng sức gợi hình gợi cảm. Khác nhau, biện pháp so sánh thì có hai vế A và B đầy đủ, còn ẩn dụ, ẩn đi vế A chỉ còn vế B. Cách nói này có tính hàm suất cao hơn, gợi ra nhiều liên tưởng. Hai, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ở dưới. Người ta nói chèo bẻo là kẻ cấp. Kẻ cấp hôm nay gặp bà già, nhưng từ đây tôi lại quý chèo bẻo. Ngày mùa chúng thức suốt đêm, mới tờ mờ đất nó đã cất tiếng gọi người. Chè treo chép, chúng nó trị kẻ ác. Thì ra người có tội khi trở thành người thì tốt, người tốt thì tốt lắm. A. Chỉ ra biện pháp ẩn dụ trong đoạn văn. B. Nêu nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng được so sánh ngầm với nhau và tác dụng của biện pháp này trong việc miêu tả loài vật. Biện pháp A, biện pháp ẩn dụ trong đoạn văn là bà già, kẻ ác, để chỉ lũ diều hâu, người có tội, để chỉ chèo bẻo. B, nét tương đồng, kẻ ác, để chỉ diều hâu bởi nó là con vật hung dữ, thường bắt gà con. Sự giống nhau dựa trên bản chất và là xấu xa. Bà già là để chỉ diều hâu, ý nói đây là đối thủ đáng gờm của chèo bẻo. Sự giống nhau là dựa trên bản chất là xấu xa. Người có tội để chỉ chèo bẻo, ý muốn nói chèo bẻo cũng là loài vật khá hung dữ, thích ăn thịt các loài côn trùng dựa trên bản chất. Tác dụng của phép ẩn dụ làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, khiến cho thế giới các loài chim hiện lên sinh động, bộc lộ được những cái đặc điểm giống như con người. Ba, hãy xác định biện pháp tu từ trong các câu văn dưới đây và cho biết dựa vào đâu để xác định như vậy. A, cả làng sớm hình như cùng thức với trời với đất, duy kháng lao sao ngày hè. B, sau nhà có hai đỏ ông, xoay, lắm, vi cận thường nhớ bài ông. C, thời đó đường bờ sông chi trải đá, chỉ trải đá chưa chán nhựa, chiều hè gió ngoài sông thổi vào, bụi mù, thành phố phải dùng những xe bò kéo chở nước đi tưới. Nguyễn Hiến Lê, một năm ở tiểu học. D, mùa đông tôi không ra đường chơi được thì ở nhà đọc truyện tàu, cho cả nhà trong, nhà ngoài nghe. Hết một cuốn thì cầm hai xu chạy vù lại kiểu các thành, đầu phố, hàng gai, đổi cuốn khác. Nguyễn Hiến Lê, một năm ở tiểu học. Các câu trên nổi bật với phép hoán dụ. A. Cả làng sớm lấy vật chứa để gợi vật được chứa. B. Đỏ ông lấy vật chứa để gợi vật được chứa. C. Thành phố lấy vật chứa để gợi vật được chứa. Và D, nhà trong nhà ngoài lấy vật chứa để gợi vật được chứa. Bốn, theo em cụm từ mắt xanh trong câu thơ trầu ơi hãy tỉnh lại mở mắt xanh ra nào gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc nào. Mắt xanh trong trường hợp này có phải là ẩn dụ không, dựa vào đâu để nói như vậy? Mắt xanh gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh chiếc lá trầu. Trong trường hợp này, đây là phép ẩn dụ, vì giữa mắt xanh và lá trầu có sự giống nhau về hình dáng và màu sắc.
5. Hãy dẫn ra một câu văn sử dụng biện pháp ẩn dụ hoặc hoán dụ trong Lao Sao Ngày Hè hoặc Thương Nhớ Bầy Ong mà em cho là thú vị và chia sẻ với mọi người. Thì ở đây là những cái câu văn trong bài Lao Sao Ngày Hè. Ẩn dụ, lần này nó chữa kịp ăn những mũi tên đen, mang hình đuôi cá từ đâu bay tới. Thì những mũi tên đen nhằm muốn nói tới những chú mèo bẹ, chú chèo bẻo. Hình ảnh đó gợi ra cho người đọc hình dung về chú chim chèo bẻo lao nhanh xuống để kịp cứu gà con đang bị diều hâu tha đi. Hoán dụ, cả làng sớm hình như không ai ngủ cùng thức với trời với đất. Cả làng sớm là biện pháp hoán dụ lấy vật chứa để gợi vật được chứa đựng. Tiếp theo câu 6, hãy chỉ ra biện pháp tu từ trong các dòng thơ dưới đây và cho biết những dấu hiệu nào giúp em nhận ra biện pháp nghệ thuật ấy. Đã ngủ rồi hả trầu? Tao đã đi ngủ đâu mà trầu mày đã ngủ? Trần Đăng Khoa đánh thức trầu. Thì biện pháp tu từ nhân hóa được gợi qua các từ đã ngủ rồi hả trầu. Tác giả đã xưng hô trò chuyện thân mật với vật như với con người và từ miêu tả hành động cho con vật với như với con người ngủ. 7. Lao Sao Ngày Hè Thương Nhớ Bầy Ong đánh thức trầu đều viết về tuổi thơ tác giả gắn bó với cây cối loài vật. Cả ba văn bản đều sử dụng biện pháp nhân hóa. Theo em, vì sao như vậy? Cả ba văn bản đều sử dụng biện pháp nhân hóa vì các tác giả đã gọi tả các loài vật, cây cối bằng những từ gọi tả và miêu tả về các loài vật cây cối sinh động như nói về con người. Tiếp theo viết ngắn, viết đoạn văn khoảng 150-200 chữ, nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trong số các biện pháp ẩn dụ nhân hóa hoán dụ. Ví dụ đoạn văn tham khảo. Trong cuộc sống, vật nuôi gia đình đã trở nên rất phổ biến và trở thành một thành viên quan trọng. Nhà tôi cũng có một con vật nuôi, đó là chú chó mà tôi xem chú như bạn. Chú chó ấy có một bộ lông vàng óng như những tia nắng vào những ngày hè đẹp trời và bố tôi đã đặt tên cho chú bằng cái tên gần gũi vàng. Trông chú khá lùn và mập nhưng rất đáng yêu và biết nghe lời. Đôi mắt của vàng đã ngã sang màu gỗ nâu vì chú đã già theo năm tháng. Cứ mỗi lần có người đi ngang qua, đôi tai vàng quẹ lên, người bật dậy đứng lên để xem xét tình hình và bảo vệ căn nhà của chúng tôi. Lúc đó trông chú oai hùng như một người lính canh gác trung thành. Còn khi thấy bố mẹ hay tôi đi đâu về, chú lại mừng rít lên như một đứa trẻ. Cái đuôi vẫy loạn lên rồi nhảy lên ôm tôi như đã xa cách từ lâu lắm. Tôi rất yêu cậu vàng bé nhỏ của nhà tôi. Tôi mong rằng vàng sẽ sống khỏe mạnh để bầu bạn với tôi và tạo những niềm vui cho cả gia đình. Thì ở đây nhân hóa, đó là gọi chó là chú, cậu. Hoán dụ là dùng nhà tôi để chỉ cho những người sống trong ngôi nhà. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của cuốn sách Chuyên Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.